Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Ngày 12 tháng 6, đoàn công tác huyện Đồng Văn do đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Má Lé. Đoàn công tác đã đến kiểm tra dự án ổn định thôn Khai Hoang, kiểm tra tiến độ xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng của xã. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư huyện ủy Đồng Văn chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã cần nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh các hạng mục công trình xây dựng, nhanh chóng ổn định đời sống cư dân tại thôn Khai Hoang, rà soát tổng thể, cân đối và bổ sung thêm một số hạng mục thu hút người dân đến sinh sống. Lãnh đạo xã cần chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, di dời nhân dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Nếu cần, có các biện pháp cưỡng chế người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, cần rút kinh nghiệm khảo sát dự án ngay từ những bước đầu, thống nhất trong cấp ủy chính quyền để tháo gỡ khó khăn, xây dựng các kế hoạch, lộ trình rõ ràng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tiến tới đánh giá làng văn hóa du lịch cộng đồng vào tháng 10. Đặc biệt, chú ý đến công tác vệ sinh môi trường, tạo dựng cảnh quan phát triển du lịch. Ngày 11 tháng 6, Thường trực Thành ủy Hà Giang đã có buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã tuyên truyền được 269 buổi, đến 101 thôn tổ dân phố, phối hợp giám sát được 32 cuộc, tổ chức được 2 hội nghị của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với Bí thư chi bộ trưởng thôn tổ dân phố, tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố nhiệm kỳ 2024-2029, tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết 27 của tỉnh với 260 buổi tuyên truyền về thực hiện đám cưới, đám tang văn minh. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bùi Huy Hoàng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần đổi mới cách đánh giá hoạt động, công tác phối hợp, phương thức tuyên truyền theo hướng cụ thể sát với địa bàn hoạt động, tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu theo kế hoạch năm để tiếp tục tập trung thực hiện những nội dung còn chưa đạt, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của tỉnh và thành phố, nâng cao chất lượng ban thanh tra nhân dân, ban đầu tư giám sát đầu tư cộng đồng, thực hiện tốt luật dân chủ ở cơ sở. Sáng ngày 12 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang Phùng Viết Vinh đã có buổi làm việc với xã Vô Điếm về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng, phương hướng 6 tháng tiếp theo. Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang chỉ đạo xã Vô Điếm cần quan tâm xây dựng chuỗi liên kết trồng chăn nuôi, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên địa bàn, phối hợp với ngành chuyên môn của huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân bằng hình thức cầm tay chỉ việc, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tổ chức lao động cộng sản, vệ sinh môi trường sáng xanh sạch đẹp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu xã Vô Điếm làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phối hợp với gia đình quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè, không để những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Chủ động kiểm tra giám sát chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn, rà soát những diện tích đất lâm trường ngòi xào đã cắt trả để tạm thời giao cho người dân sản xuất, phát triển kinh tế. Tổ đại biểu số 1 Hội đồng nhân dân huyện Xín Mẩn khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện tại thôn Hậu Cấu, xã Xín Mẩn. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã báo cáo với cử tri về chương trình dự kiến kỳ họp thứ 12 sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2024. Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 8 báo cáo, 2 tờ trình, đồng thời thông báo tới cử tri về kết quả trả lời các kiến nghị cử tri trong cuộc tiếp xúc lần trước. Các cử tri cũng có ý kiến kiến nghị, nhà nước cần có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp sổ thông hành cho nhân dân có thời hạn lưu trú lâu hơn khi đi nước ngoài, tiếp tục đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, tạo điều kiện trong việc xuất khẩu lao động sang Trung Quốc. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Vũ Thị Hòa, tổ trưởng tổ đại biểu đã tiếp thu các kiến nghị của cử tri. Đồng chí cũng đề nghị xã Xín Mẩn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm cho người dân, để nhân dân hiểu và có cơ hội tìm kiếm việc làm trong và ngoài nước. Cần quan tâm việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo theo chương trình hỗ trợ của nhà nước, đồng thời mong muốn bà con nhân dân tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Sáng ngày 12 tháng 6, Đảng ủy Công an huyện Bắc Mê tổ chức hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm 2024 học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nghị quyết Trung ương 8 khóa 13, nghị quyết số 42 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 43 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Nghị quyết số 45 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây
dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Nội dung bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp văn minh, văn hiến, anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị nhằm cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết vào từng kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị sát với tình hình thực tế, góp phần xây dựng lực lượng công an huyện thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng ngày 12 tháng 6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Vị Xuyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở năm 2024. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được truyền đạt những nội dung về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, chức năng nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phương pháp vận động quần chúng của đội ngũ cán bộ làm công tác hội ở cơ sở, kỹ năng tổ chức điều hành một buổi sinh hoạt của phụ nữ, kỹ năng nắm bắt tâm tư nguyện vọng, xử lý các tình huống thực tế và giải quyết các vấn đề thiết thực của hội viên phụ nữ. Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm được kiến thức và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tại cơ sở, từ đó góp phần vận động các hội viên phụ nữ chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì vừa tổ chức hội nghị đánh giá xếp loại đơn vị viên chức quản lý ngành giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024. Theo kế hoạch, việc đánh giá xếp loại đơn vị viên chức quản lý thực hiện theo phương thức chấm điểm, tổng số điểm tối đa cho tất cả các tiêu chí là 90-100 điểm. Các đơn vị tự kiểm tra đánh giá xếp loại hàng năm, hoàn thiện hồ sơ và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Thực chất, kết quả của việc đánh giá phân loại viên chức và công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ giáo viên ngành giáo dục là đánh giá chất lượng hiệu quả công tác của giáo viên sau một năm học, lấy đó làm căn cứ để thủ trưởng các đơn vị giáo dục xếp loại viên chức, có kế hoạch sắp xếp vị trí việc làm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bổ nhiệm đội ngũ của đơn vị. Bên cạnh đó, thi đua khen thưởng sẽ góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến trong mỗi nhà trường và toàn ngành giáo dục, tạo động lực để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm học tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận để đưa ra những đánh giá về ưu nhược điểm, tồn tại hạn chế, làm cơ sở để Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét xếp loại các đơn vị viên chức quản lý ngành giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024. Chiều ngày 12 tháng 6, chi bộ trường Trung học phổ thông Quang Bình và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Tại buổi lễ, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quang Bình đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Quang Bình cho 8 em học sinh khối 12 được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện cũng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy cho 6 em học sinh khối 12 được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là những học sinh trung học phổ thông đầu tiên của nhà trường trên địa bàn huyện được kết nạp vào Đảng. Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới, Bí thư chi bộ trường Trung học phổ thông Quang Bình và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện động viên các đảng viên mới tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất chính trị, xung kích đi đầu trong các hoạt động, gìn giữ khối đoàn kết thống nhất trong chi đoàn, đoàn trường và hỗ trợ giúp đỡ các quần chúng ưu tú là học sinh đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, khẳng định đây là cơ hội để các em được học hỏi, trưởng thành và cống hiến cho gia đình, nhà trường và xã hội. Mưa lũ xảy ra liên tiếp trên địa bàn huyện Mèo Vạc trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến 53 ngôi nhà của các hộ dân tại 6 xã của huyện Mèo Vạc. Trước tình hình trên, lãnh đạo huyện Mèo Vạc đang tập trung xuống cơ sở, chỉ đạo các địa phương khắc phục sớm để đồng bào ổn định cuộc sống. Kiểm tra chỉ đạo tại các địa phương, lãnh đạo huyện Mèo Vạc yêu cầu các xã thị trấn thực hiện phương châm 4 tại chỗ, giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Các địa phương đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân di dời tài sản, sửa sang nhà cửa, dọn dẹp bùn đất sau lũ, triển khai nạo vét khơi thông rãnh nước, các tuyến đường liên hộ đảm bảo người và phương tiện đi lại thuận lợi, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn do mưa lũ. Đối với các hộ có nguy cơ sạt lở cao, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động bà con di dời ngay, đồng thời tập trung nhân lực hỗ trợ các hộ di chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt, gia súc, gia cầm ra khỏi vùng nguy hiểm, phối hợp với các ngành chuyên môn lập hồ sơ phương án di chuyển nhà ở đến nơi ở mới đảm bảo an toàn hơn. Ngoài ra, lưu ý người dân cần dọn vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ. Trong sản xuất vụ lúa mùa, có một quy luật ở Hoàng Su Phì, đó là các xã phía Bắc của huyện bao giờ cũng có nước trước để nhân dân gieo cấy. Còn các xã phía Nam như Thông Nguyên, Nậm Khòa, Nậm Ti, mưa đến muộn hơn. Chính vì vậy, để đảm bảo khung thời vụ, những ngày này cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân xã Thông Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ mùa.
Do thời tiết năm nay khá thuận lợi, mưa sớm và lượng mưa cũng khá, nên việc làm đất của người dân cũng thuận lợi hơn. Năm nay thì so với thời tiết thì rất là thuận lợi, nên là nhà em cũng gieo mạ, đến nay cũng tầm chục ngày rồi. Nên là em cũng tầm 20 tháng 6 là bọn em bắt đầu cấy. Vụ mùa năm nay, xã Thông Nguyên phấn đấu gieo cấy 271 hectare lúa. Các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, kháng bệnh tốt được nhân dân gieo trồng như lúa lai, kim ưu, nhị ưu và nếp địa phương. Đây là các giống lúa đã qua khảo nghiệm và thích nghi với điều kiện sinh thái trên địa bàn. Thời điểm này đối với bà con xã Thông Nguyên thì đã đến thời điểm này là 100% người dân đã gieo mạ xong. Nhưng còn lại xén bờ thì được khoảng trên 70%. Nhân dân đã sẵn sàng chuẩn bị cho vụ mùa trong thời gian sắp tới. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ và chuyển đổi cơ cấu giống phù hợp, xã Thông Nguyên còn tích cực tuyên truyền bà con nông dân chủ động với việc ứng phó với tình huống mưa lũ, tổ chức phòng trừ sâu bệnh kịp thời để đạt kết quả cao nhất trong sản xuất. Thời gian này, bà con nông dân xã Yên Định, huyện Bắc Mê đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân hè. Theo nhiều gia đình nông dân cho biết, năm nay lúa được mùa, năng suất trung bình đạt từ 58 đến 62 tạ một hecta. Đạt được kết quả trên là do bà con thực hiện gieo cấy đúng khung thời vụ, áp dụng giống mới và gieo trồng và thực hiện tốt biện pháp 4 cùng, cùng cây, cùng cấy, cùng gieo mạ, cùng chăm sóc nên đã tránh được sâu bệnh hại. Do đó lúa sinh trưởng phát triển rất tốt. Riêng giống lúa lai Z02 Nhật Bản và giống lúa tẻ nương Hà Giang cho năng suất rất cao. Cái giống lúa tẻ nương này so với tất cả các giống khác thì qua một vụ được thử nghiệm tại thôn thì theo bản thân cá nhân tôi đánh giá thì cái năng suất chất lượng nó hơn tất cả các loại giống khác. Vụ xuân hè năm nay, xã Yên Định thực hiện gieo cấy gần 110 hectare lúa, trong đó riêng giống lúa tẻ nương Hà Giang được người dân đưa vào trồng trên 60 hectare. Đây là giống lúa ngắn ngày có khả năng thích ứng cao, chống chịu sâu bệnh tốt. Giống lúa có đặc điểm mầm khỏe, mạ tốt, đẻ nhánh khỏe, chiều cao cây khoảng 100 cm, cứng cây, ít đổ ngã, trổ bông nhanh và tập trung, thời gian sinh trưởng vụ mùa 105 đến 110 ngày. Thực hiện trồng thí điểm cái giống tẻ nương của ba thôn lớn là Yến, Bản Loan và Nà Xá, thì qua đánh giá gặt thống kê điểm thì hiện nay qua đánh giá là ước đạt là 68 tạ trên một ha. Đến thời điểm này, bà con nông dân xã Yên Định, huyện Bắc Mê đã thu hoạch được trên 70% diện tích lúa. Phấn đấu từ nay đến ngày 20 tháng 6 sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa trong toàn xã. Yên Định là xã có tỷ lệ cơ giới hóa nông nghiệp cao của huyện Bắc Mê, nên việc thu hoạch lúa vô cùng thuận lợi. Năng suất sản lượng lúa cũng luôn là xã đạt cao nhất trong toàn huyện. Bắc Quang là huyện vùng thấp của tỉnh, nơi có khí hậu nóng ẩm, thuận lợi cho nhiều loại cây dược liệu sinh trưởng và phát triển. Bởi vậy, những năm qua, việc kế thừa, phát huy và bảo tồn di sản đông y dân tộc luôn được Hội Đông y huyện Bắc Quang chú trọng, thường xuyên động viên các lương y giỏi cống hiến, tập hợp, phân loại các bài thuốc hay, thuốc quý. Một ngày của lương y Nguyễn Thị Thái ở xã Quang Minh thường bắt đầu bằng việc kiểm tra vườn thuốc nam của gia đình. Với diện tích đất đai rộng lớn, chị Thái đã tập trung trồng các loại cây dược liệu như xạ đen, sáo tam phân, ích mẫu, bồ công anh, trinh nữ hoàng cung, để lấy nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc bốc thuốc chữa bệnh cho nhân dân. Sinh ra và lớn lên trong gia đình đồng bào Tày, có truyền thống với nghề bốc thuốc nam gia truyền, cái duyên với nghề thuốc nam đã theo chị đến tận bây giờ. Bản thân chị Thái đã có hơn 30 bài thuốc về các bệnh vô sinh hiếm muộn, viêm nhiễm phụ khoa, dạ dày đại tràng, các bệnh về gan. Những bài thuốc này đang giúp hỗ trợ người bệnh điều trị các căn bệnh mãn tính. Từ nhỏ thì đã tiếp xúc được với những cái hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có tức là người ta không có tiền để đi chữa bệnh ấy, thì là tôi với bà đã lên rừng để lấy về để cho bệnh nhân người ta dùng. Từ những cái bài thuốc đấy thì là cũng góp phần chữa bệnh cho những cái bệnh nhân, ví dụ như tiêu chảy này, táo bón này, hoặc là vô sinh hiếm muộn này, tiêu độc tàn u. Nói chung là tất cả những cái thuốc đấy đều được tìm ở trong rừng và qua cái sự hiểu biết của ông bà và bố mẹ để lại cho. Gần 20 năm qua, phòng chẩn trị y học cổ truyền bằng bấm huyệt chữa bệnh của ông Đỗ Trung Dũng ở tổ 6 thị trấn Việt Quang đã là địa chỉ tin cậy được nhiều bệnh nhân tới thăm khám và điều trị. Với phương pháp bấm huyệt để phòng và trị bệnh dựa theo lý luận y học cổ truyền phương Đông, phương pháp điều trị bệnh không dùng thuốc khi trị liệu, ông Dũng đã sử dụng bàn tay, ngón tay với thủ thuật xoa sát, day ấn, vận động khớp để tác động lên da, cơ, gân, các khớp của người bệnh nhằm đạt mục đích điều trị mong muốn. Đầu tiên tôi đau là tôi không đi được. Đến lúc bên đây là ông ấy bấm huyệt và xoa bóp cho để tôi thấy đi được.
mà thấy không đau nữa. Người ta đến chữa bệnh, người ta thấy là cái phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc này nó rất hiệu quả. Cho nên là dần nên là bệnh nhân đến chữa rất đông. Toàn huyện Bắc Quang hiện có 23 hội đông y cơ sở thuộc 23 xã thị trấn và một chi hội trực thuộc với tổng số 391 hội viên. 5 năm qua, hội đông y các xã thị trấn, chi hội trực thuộc đã khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho gần 97.000 lượt người bệnh. Trong đó, trên 18 lượt nghìn người được chữa bệnh bằng phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, điện châm, điện xung. Làm tốt cái công tác sưu tầm, thừa kế, bảo tồn, phát triển cái cây thuốc nam để đảm bảo làm thế nào không để mai một và thất truyền đối với cái nền y học cổ truyền. Hà Giang là vùng đất có nhiều cây thuốc quý hiếm mà không nơi nào có được. Với quan điểm y học là y đạo, các thầy thuốc đông y, các ông lang bà mế dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng luôn mang trong mình phẩm chất nhân văn, lấy trị bệnh cứu người là mục đích cao nhất. Hội đông y của huyện Bắc Quang đang khẳng định vai trò cần thiết trong việc tập hợp, nuôi nhiệt huyết của đội ngũ những thầy thuốc, từ đó góp phần giữ gìn, phát huy nền y học cổ truyền của ông cha ta để lại. Bản tin cơ sở xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.